Sáng 25 tháng 5, trường Trung học cơ sở Trần Phú tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Bình, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh cùng thầy cô giáo và các em học sinh của trường. Năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Trần Phú tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo chỉ thị số 05, giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng, chú trọng tuyên truyền giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục kỹ năng bơi, cứu đuối, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, tổ chức ký cam kết phòng chống bạo lực học đường, duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh măng non, đọc báo của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, học tập các mẫu chuyện kể về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động trải nghiệm, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, tham gia các hoạt động phong trào khác do ngành giáo dục tổ chức. Tại buổi lễ tổng kết, ban giám hiệu nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức khen thưởng cho những học sinh có thành tích học tập khá giỏi của các khối lớp và đạt giải trong kỳ thi IOE cấp quốc gia, các cuộc thi cấp tỉnh nhằm tạo thêm động lực và khuyến khích tinh thần để các em hăng say học tập trong năm học tiếp theo. Ngoài ra, tại buổi lễ, nhà trường đã trao học bổng của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố cho 3 em học sinh, mỗi học bổng trị giá 500.000 đồng. Nhà trường còn vận động mạnh thường quân trao 10 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền 5 triệu đồng và một chiếc xe đạp.